Đánh bay các vết bẩn trên xe, vệ sinh sân vườn, cây cối chỉ trong chốc lát với áp lực tối đa lên đến 153 cùng với công suất lên tới 1.900W. Chỉ có thể là máy rửa xe Kawasaki 1900. Một chiếc máy đỉnh cao công nghệ Nhật Bản với sức mạnh vô địch nay được Thiên Long, thiết bị gia dụng thông minh ra mắt với chương trình khuyến mại hấp dẫn chưa từng có với giá chỉ 1.650.000 đồng thay vì 2.500.000 đồng như trước đây và còn được tặng kèm một dây áp lực nước đầu ra 10m và một bình xịt tạo bọt lên tới 300.000 đồng. Được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Nhật Bản, máy rửa xe Kawasaki được thiết kế với kiểu dáng bắt mắt, thanh lịch, kèm theo tay cầm chắc chắn và tiện lợi trên thân máy, giúp việc xách máy theo khi sử dụng được thuận tiện hơn. Thiết bị có cấu tạo hết sức đơn giản, dễ dàng sử dụng nên phù hợp với mọi đối tượng. Một bộ máy rửa xe Kawasaki bao gồm một thân máy với 100% lõi đồng và một súng xịt nước, một dây cấp nước vào 2m được làm bằng chất liệu dẻo và độ bền cực kỳ cao, chống gập, chống méo, dễ dàng sử dụng khi lắp kết nối với nguồn nước hoặc bỏ dây dẫn vào thùng chứa tùy vào điều kiện mà bạn sử dụng, và thêm một bình xịt tạo bọt tuyết giúp vệ sinh sáng bóng hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test chiếc máy rửa xe Kawasaki 1900 với một chiếc xe có rất nhiều vết bám bẩn trên bề mặt như thế này đây. Và để bắt đầu sử dụng thì chúng ta chỉ cần bật công tắc. Chế độ nước có thể thay đổi một cách dễ dàng dựa vào một nút cần súng như thế này. Ví dụ, đây là lực nước mạnh, hoặc chúng ta có thể điều chỉnh sang mực nước yếu hơn với một thao tác vô cùng đơn giản. Và với súng bắn như thế này, khi không sử dụng, bạn chỉ cần nhả vòi súng, máy sẽ tự động ngắt với chế độ ngắt thông minh, tiết kiệm điện năng mà lại không rò rỉ nước sau quá trình sử dụng. Như các bạn có thể thấy, với áp lực nước cực kỳ mạnh như thế này đã đánh bay mọi vết bẩn bám trên bề mặt xe. Hoặc nếu muốn chiếc xe bóng bẩy hơn thì các bạn hãy sử dụng đầu xịt tạo bọt tuyết được tặng kèm. Và cả các vết bẩn dưới nền sân cũng được làm sạch nhanh chóng. Việc tưới cây cũng trở nên đơn giản hơn. Với máy rửa xe Kawasaki 1900 thì không có bất cứ một vết bẩn nào có thể làm khó bạn mà không lo máy hỏng hóc. Vì nhà phân phối Thiên Long thiết bị gia dụng thông minh cam kết sẽ bảo hành 18 tháng, mỗi một đổi một trong vòng 3 tháng đầu và đặc biệt nhất là miễn phí ship trên toàn quốc. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi hoặc inbox comment trực tiếp dưới video này để có thể sở hữu ngay một chiếc máy rửa xe đỉnh cao với siêu nhiều các công dụng của Kawasaki 1900 nhé. Hotline 0969666303, fanpage Thiên Long thiết bị gia dụng thông minh, địa chỉ số 28 phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.